xem một bộ dàn karaoke tổng là 6.500.000 anh nhá. 6.500.000 chúng ta có một karaoke hát rất là hay. Một combo một dàn rất hát rất là hay. Hiện tại em đang test trực tiếp với bộ karaoke này, các bạn nghe thử tiếng mic. Hát rất là nhẹ, lời bay. Nói chung là những bộ karaoke này thì hát rất nhẹ. Các bạn hát như ca sĩ luôn. Không cần nhiều tiền mà nhá. Bộ karaoke này thì em test cho một khách hàng nước ngoài gửi tặng gia đình. Một khách mua gửi tặng gia đình. Các bạn đeo tai nghe vào hoặc là chúng ta có thể làm cảm nhận bắt lên những bộ dàn âm thanh, chúng ta nghe thử tiếng mic rất là hay. Hiện tại em quay trực tiếp anh nhá, quay trực tiếp không thâu qua là dây live stream hoặc là thiết bị sao cảm gì cả. Quay trực tiếp anh nhé, tín hiệu từ máy tính này vào này bạn này, tín hiệu từ đây này, máy tính này vào đẩy với nhá, và từ vào vang và từ vang xuống đẩy này. Một combo bộ sản phẩm rất là hay, toàn hàng xịn thôi. Bộ karaoke này thì được mấy khách hàng ở nước ngoài gửi tặng gia đình, gửi về quê hương, có địa chỉ là tổ 5 Vĩnh Hòa, Định Bàn, Thạch Hà, Hà Tĩnh nhá. Chọn bộ karaoke 6.500.000 gồm đẩy bãi. Con đẩy này thì em có nội thất, mở nội thất rồi. Quý vị các bác có thể là đánh được hai cặp loa bass 30 vang cơ và một bộ mic Beyer hàng hàng xịn, Beyer 7 vỉ tím ấy nhá. Hàng này thì có chế độ là tự ngắt, rồi nói chung là với dòng mic Beyer thì hát nó nhẹ, lời bay. Với bộ karaoke như này thì không cần là nhiều tiền mấy nhá, không cần nhiều tiền. Nhiều khi các bác là ghép những bộ karaoke rất là nhiều tiền, bộ dàn rất là nhiều tiền, có khi là 10 20 triệu, nhưng mà nếu mà ghép nó không chuẩn, rồi những thiết bị mà nó không phối ghép, nó không cân đối thì cũng chưa chắc là hay. Đấy. Nên là không phải là cứ ghép nhiều tiền là hay. Đấy. Với cửa hàng bên em thì có rất là nhiều những cấu hình bộ karaoke ghép với giá thành rất là rẻ nhá. Combo bộ dàn này thì chọn bộ em bán chỉ có 6.500.000 thôi. Đây các bạn có thể nghe thử một đoạn nhạc. Dòng này thì nghe nhạc rất là hay, chỉnh dễ quá nhá. Đẩy bãi những dòng đẩy của Sotana tiếng rất là hay. Con đẩy này thì linh kiện cũng rất là mới quá nhá. Nhất là mic là hát rất là nhẹ luôn. Và những con vang cơ này thì rất là dễ chỉnh quá nhá. Rất là dễ chỉnh luôn. Đây là cái nút chỉnh to nhỏ của nhạc, to nhỏ của mic. Tôi linh thần sai. Rất dễ chỉnh thôi. Thì hướng dẫn sơ qua các bác là cách kết nối. Kết nối con này thì đầu tiên thì các bác có thể là kết nối vang với mic, mới đẩy chồng theo thứ tự, đẩy dưới cùng xong đến vang xong đến mic với nhá. Mic này thì chúng ta chỉ cần về kết nối dây nguồn vào thôi. Đấy, cái dây nguồn cắm mà. Và ở đây thì mic nó sẽ có đường đây. Các bác để ý nó sẽ có đường A cộng B này. Tất cả dây jack phụ kiện em sẽ đầy đủ hết cho các bác. Và từ cái dây 6 ly này chúng ta kết nối ra vang. Đấy. Đó là vang. Tín hiệu vào thì ở đây thì sẽ có đường vào bằng AV. Dây jack này thì em sẽ cho các bác này. Đấy, chúng ta sẽ kết nối vào đường vào. Và ở đây thì nó sẽ có đường ra này. Đây bác nhìn nhá, dây canon này sẽ cho bác đầy đủ hết. Đấy, nó có đường ra LR là led ra này. Đấy, chúng ta cắm vào. Cắm vào vang, sau đó sẽ cắm vào đẩy, đẩy nó sẽ có duy nhất đường vào, hai đường vào, nhưng mà các bác chỉ cắm vừa vào một cái đường input này thì dây canon này nó sẽ mặc định là cắm này ba chân này, thôi cắm vừa hai cái jack này, kênh 1 kênh 2. Đấy, vậy là chúng ta kết nối được từ vang xuống đẩy rồi, và ra loa thôi. Ra loa thì như âm ly mới nhá, đỏ là dương và đen là âm, rất là dễ. Còn đây nó sẽ có hai đường còn lại là đường center, đường sub, thì khi nào các bác có sub thì các bác cắm vào, hoặc là có loa L chúng ta cắm vào. Còn đâu bình thường chúng ta sẽ chỉ cắm vào đường LR đầu ra mới nhá. Chung là rất dễ đấu. Cấu hình như này thì em hướng dẫn sơ qua, còn bác nào không hiểu nữa thì em sẽ hướng dẫn qua Zalo, thì để bác tự kết nối rất là dễ thôi nhé. Này, bộ dàn là chỉ có 6.500.000 rất là hay. Ok, thì clip này test cho khách hàng cũng như là báo giá toàn thể các bạn theo dõi kênh mới nắm được. Em xin chào bác nhé.